Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video này. Video này mình sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Kwin nha. Vẫn xoay quanh cái nội dung đó là kiếm tiền trên tựa game Kwin. Và ngày hôm nay với số vốn là 35, mình sẽ tiếp tục vào kiếm tiền. Và chắc chắn rồi, với một số vốn nhỏ như này thì mình sẽ chốt lãi nhỏ chứ. Bởi vì mình đã phân tích cho anh em hiểu là khi mà chúng ta muốn lãi nhiều ấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái số vốn lớn hơn. Đúng không? Và chốt lãi nhỏ hơn. Thì ở đây thì số vốn mình chỉ có hơn 3M thôi. Và mình sẽ chốt là trên 500k là được. Đấy, tức là vấn đề ở đây là gì? Mình sử dụng một số vốn lớn đấy, để trong quá trình mà mình đánh, mình gặp những cái cầu nó khó, đúng không ạ? Mình cần phải gấp lên thì mình còn gấp được. Và chắc chắn rồi, vốn nhỏ mà anh em đánh lớn đấy, thì đến lúc anh em cần gấp thì anh em sẽ không đủ vốn để anh em gấp lên nữa. Anh em thấy mình nói có đúng không? Rồi, tiếp nha. Này thì sẽ vào trong quay siêu xe này. Đấy, và trong quay siêu xe này kiếm tầm khoảng độ là bao nhiêu ạ? 4M đó, hơn 4M, 4M hơn 4M gì đấy đó. Tức là trên 500k là nghỉ được nhá. Bình thường là vốn của chúng ta nó phải rơi khoảng dưới 2M thì từ trên dưới 2M thì mình sẽ chốt là 500k, đúng không? Còn nếu vốn là trên 3M hơn như này thì đa phần mình toàn chốt 1M. Thì bây giờ mình thay đổi xuống là mình chỉ chốt là trên 500k thôi, khoảng hơn 3M, 600-700k gì đấy là mình nghỉ rồi. Đấy, đó là cái phương pháp, cách chơi nó là như vậy. Xem nào. Đánh như này đi. Ok cho anh em. Mạng hơi lag này. Ôi rồi, về Mazda rồi. Về Mazda rồi anh em ạ. Về Mazda. Về Mazda là phải đánh đánh như này. Đây, lên 300k luôn nhá. Uy tín luôn. Thằng này uy tín luôn. Bao nhiêu đây? 3m rưỡi lên được 4m chưa? 3m6 này anh em, mới lên được có 3m6 nhá. Tức là vừa mới gỡ lại xong á. Vua Sporgen 3 bên này. Tiếp tục đánh 3 bên này thôi, đừng có đổi. Đổi thành mình dở hơi đấy anh em ạ. Thôi mạng lag rồi, không kịp vào OX20 kìa. Anh em thấy không? Vào OX10 mà 4 lần rồi mà bây giờ nó mới đảo cho ấy. Ui giời ơi, gì đây? Mình đã cố tình bỏ rồi mà nó vẫn về anh em ạ. Mình đã cố tình bỏ rồi nó vẫn về. Bực mình ghê. Rồi xem nào, để xem có về được Mazda nữa không. Để xem có về được Mazda nữa không. Về Mazda nữa chịu nha. Về sao được Mazda về. Ok. Tầm này thì sẽ bỏ con BMW nha. Mình không tin là lần nào mình đánh 100k cũng đều gãy hết. 2 lần đánh các ô 100k là gãy nha. Rồi, gãy nữa đi. Gãy nữa đi anh em. Đến 38 rồi, vất vả lắm mới lên được ấy anh em ạ. Thật sự anh em vất vả lắm mới lên được cái đùa đâu. Mazda. Tiếp tục bỏ BMW nha. 200 67 4. Ok. Rồi, tiếp tục là Mazda. Có vẻ ấm rồi đấy anh em ạ. Thế thôi, lên 4M rồi. Nhẹ nhàng chưa anh em? Một cái huých nhẹ nhàng đúng không? Giúp cho chúng ta có thể chiến thắng được. Đây, nốt tay này nào. Hy vọng không phải là Mazda. Nếu như Mazda thì tay sau là mình sẽ vẫn phải đánh Mazda đấy. Nếu mà tay này về Mazda vẫn phải đánh. Mình đang nói trước, mình hay dính lắm anh em ạ. À rồi, chuyển BMW này. Quá đỉnh đúng không anh em? Đọc cầu quá chuẩn luôn. Được rồi, lên được 4M3 rồi anh em ơi, té thôi. Đấy, cách đánh rất đơn giản, hiệu quả nhưng mà nó lại giúp cho anh em cái việc chốt lãi nó rất là dễ dàng nha. Ok, video này mình sẽ dừng lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo của mình nhé.